đây không? Sẽ giúp cậu đi dễ dàng hơn. Ellie, tôi không cần. Tôi không bị mù. Tôi không phải là phế vật. Tôi không cần các bạn đâu này. Nhẽ ra nhiệm vụ lần đấy tớ đi làm mới đúng, và người bị tổn thương phải là tớ mới đúng chứ không phải cậu. Tớ xin lỗi. Sếp. Alo, em nghe ạ? Kenny, tôi đã tìm hiểu ra loại độc mà em đi bị dính rồi. Là loại độc gì vậy sếp? Có cách cứu chữa không ạ? Có, nhưng mà nó đang ở tận cùng Long Đồng. Nó là gì vậy sếp? Nó là một đôi mắt nhân tạo. Nó có thể cứu sống và chiếc đôi mắt cho cô ấy. Em hiểu rồi. Ellie, bọn tớ đây làm nhiệm vụ đây. Đây ca, đây là cái gì mà nhìn ghê vậy ạ? Đây là hai con mắt nhân tạo. Thế hai con mắt nhân tạo này để làm gì đây ca? Nó dùng để giải độc. Mà thôi, quay đi cái khác đi. Anna, cậu bên kia. Ok. Tại sao lại không có ai nhỉ? Đôi mắt.
Đại ca, bên dưới có chuyện gì vậy ạ? Là bọn Icon. Chúng mày. Yes sir. Chào Candy, cơn gió nào mang mày đến đây vậy? Lâm Phong, mau đưa đôi mắt nhân tạo cho tao. Đôi mắt nhân tạo nào? Tao không biết. Mày đừng nói láo. Rõ ràng đôi mắt nhân tạo là mày giữ. Mày đưa cho tao, tao phải cứu Andy. Cứu Andy à? Được. Nhưng cuộc ở đây bỏ đến mà đấy. Anna, chúng ta cũng thúc giả rồi. Cứu được Ellie rồi. Mau đi thôi. Thế nào? Được bọn chúng đi dễ dàng vậy sao? Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên ta bắt được chúng sau trừ khử khuẩn dung ạ. Còn Ellie là bị thương. Đây là một cơ hội tốt. Chúng ta tiêu diệt bọn chúng. Đi. Tìm được thuốc cho cậu rồi, tớ giúp cậu. Em đi, cậu với cậu ấy lên trên mình ra đi. Anna, cậu ấy cho cậu ấy cốc nước. Hy vọng là cậu ấy sẽ ổn. Cậu thấy sao rồi? Tớ vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Cậu phải chờ một lúc thì thuốc mới có tác dụng được chứ. Là Long Tổng. Cậu ở đây gì nữa? Mày làm tốt lắm.